Hơn chục năm nay, cả nghìn hộ dân ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng canh tác lúa giống ST24, ST25 cấp xác nhận. Đây là những giống lúa cho gạo ngon nhất thế giới, liên tiếp được vinh danh trên trường quốc tế. Tổ hợp tác sản xuất Đại Thành thì 103 hectare. Đó chỉ là một tổ hợp tác của ấp Đại Thành thôi. Còn ở xã Đại Tâm thì có trên 500 hectare. Chuyên về sản xuất giống ST24 và 25. Người nông dân thì chúng tôi đánh giá rất cao về cái sản phẩm ST24-25. Mình lại có một cái bộ giống thích nghi rộng với vùng đất ở Việt Nam, kháng sâu bệnh mà lại chất lượng, thì đây là một cái điểm mà nông dân chúng tôi rất là phấn khởi. Nhất là chúng tôi đã nhân cái giống ST24-25 mà được vinh danh hai lần thứ hai này là chúng tôi rất vui. Sản phẩm chúng tôi đi nó nhanh lẹ mà được cả thế giới người ta tin dùng. Đầu từ làm cái giống ST này thì đời sống của người nông dân ở xã Đại Tâm thấy nó có đổi khác. Tức là từ nhà lá chuyển sang nhà tường cấp 4. Rồi con em thì người nông dân cũng được chăm sóc cho ăn học tới nơi tới chốn. Thể một công vậy cả 600-700 kg, giá bao tiêu tới 11.000 đồng đó. Là giá năm nay là nông dân êm rồi đó, khỏe hơn xưa nhiều lắm. Trời ơi, lúa giờ nó khỏe quá trời khỏe, thời hiện đại mà. Thì thu hoạch thì có máy cắt lại cắt rồi đó, cắt lại rồi cái mình chuyển ra ngoài kinh, cái xe lại chở đi, chỉ mình chỉ đem lúa đi tới chỗ người ta ra tiền xe thôi, chứ mình không có tốn phí xe chuyển đâu. Chỉ mình tốn là tốn cái mà cái lên từ ruộng lên á. Chúng tôi luôn luôn duy trì ở một cái mức giá để cho người nông dân có lãi, là những cái hợp đồng của chúng tôi với người nông dân ở xã Đại Tâm đó gọi là ổn định. Điều đó chứng tỏ đó là cái mối liên hệ của doanh nghiệp và nông dân được giữ vững tốt liên tục hàng chục năm nay. Hiệu quả mang lại từ các giống lúa thơm ST24, ST25 tại những cánh đồng đã được khẳng định. Nhờ có giá trị kinh tế cao đã giúp đời sống của người dân không ngừng khởi sắc.